Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kỳ bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính Đức Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức mẹ đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân vô nhiễm nguyên tội, là một đặc ân có thể nói không ai trong nhân loại này có được như mẹ. Bởi vì chính đặc ân này, Thiên Chúa đã chuẩn bị mẹ là một cung lòng tinh tuyền, xứng đáng để cho Con Thiên Chúa ngự vào. Với biến cố truyền tin, chúng ta thấy mẹ Maria có vẻ như ngỡ ngàng. Và đúng là phải ngỡ ngàng thôi. Bởi vì làm sao mà mẹ có thể dám nhận cái vai trò để mà mình xứng đáng để trở nên là Con Thiên Chúa ngự vào nơi cung lòng của mình được. Cho nên mẹ hết sức ngỡ ngàng. Vì vì mẹ hết sức khiêm tốn, nghĩ rằng mình sẽ không thể nào xứng đáng để có thể đón nhận một cái trách nhiệm cưu mang Con Thiên Chúa vào cung lòng của mình. Nhưng sứ thần đã nói, bởi vì mẹ là đấng đẹp lòng Thiên Chúa và mẹ sẽ được đầy tràn ơn của Chúa, và chính ơn của Chúa sẽ làm tất cả mọi sự nơi con người của mẹ. Và chính điều này đã làm cho mẹ xác tín một cách mạnh mẽ. Bởi vì như chúng ta thấy, suốt cả cuộc đời của mẹ không bao giờ mẹ từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn lại tất cả những biến cố trải qua trong cuộc đời của mẹ. Từ biến cố cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, rồi biến cố Thánh Giuse muốn bỏ mẹ, rồi biến cố phải bế con đi tha hương chỗ này chỗ kia, trốn chạy bên Ai Cập, vân vân và vân vân. Và cuối cùng là biến cố đau thương nhất trên thập giá. Một người mẹ phải đứng nhìn con của mình chết một cách nhục nhã như vậy. Tất cả những biến cố đó, dù đau thương, dù cay đắng cho tới tột cùng, mẹ vẫn xin vâng. Cho nên cái lời xin vâng mà mẹ thưa với Chúa, chúng ta thấy nó không phải là một lời thưa xin vâng cho có, cho nó xong, nhưng là một lời xin vâng với tất cả tâm hồn của mẹ. Và mẹ xác tín một cách mạnh mẽ ơn Chúa luôn tràn đầy trong cuộc đời của mẹ.
Và đó là cái sức mạnh để giúp mẹ có thể đứng vững trước những thử thách, trước những nỗi sóng gió của cuộc đời của mẹ. Chứ mẹ Maria cũng là một con người nhỏ bé như chúng ta, mẹ cũng có những cái yếu đuối như chúng ta. Cho nên với ơn Chúa, mẹ đã đứng vững dù dưới chân thập giá. Chúng ta thấy lời xin vâng đó vẫn mạnh mẽ, chứ không thể nào thoái lui hay bỏ cuộc. Nhưng chúng ta thấy lời xin vâng đó, từng giây từng phút trong cuộc đời của mẹ vẫn luôn xác tín một cách mạnh mẽ, luôn trung thành và xin vâng theo thánh ý của Chúa. Và mẹ không bao giờ trách móc, không bao giờ than thở, không bao giờ phàn nàn hay là hỏi Chúa tại sao là phải như thế này hay là tại sao là phải như thế kia. Rất nhiều người trong chúng ta hay có cái quan niệm như vậy. Mỗi khi chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta thường hay trách móc, tại sao Chúa lại để cho con như thế này? Tại sao con lại phải vướng mắc vào biết bao nhiêu những cái thử thách như thế? Mà chúng ta không biết nhìn lên tấm gương của mẹ Maria. Mẹ cũng không khác gì chúng ta. Mẹ cũng phải đối diện với biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu đau đớn và cay đắng nơi con người của mẹ. Nhưng mẹ vẫn trông cậy vững vàng và vẫn luôn nói lên hai tiếng xin vâng và xin cho thánh ý của Thiên Chúa được thành sự nơi con người của mẹ. Và đó đó là cái niềm tin và niềm xác tín của mẹ. Xin cho mỗi người chúng ta trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nhìn lên tấm gương của mẹ để xin cho cuộc đời của chúng ta cũng là một cuộc đời xin vâng theo thánh ý Chúa, để dù cho hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào thì xin cho chúng ta cũng noi gương mẹ để nói lên hai tiếng xin vâng một cách mạnh mẽ, để làm sao cho cuộc đời của chúng ta luôn vững bước theo Chúa và không có một đau thương, khó khăn, bệnh tật nơi trần gian này có thể làm cho chúng ta chùn bước hay làm cho chúng ta ngã quỵ. Nhưng xin cho chúng ta luôn đứng vững như mẹ dưới chân thập giá để vẫn nói lên hai tiếng xin vâng cho thánh ý của Thiên Chúa. Amen.